Nếu mà bạn vẫn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa với những con số đầy bối rối của bà Trương Mỹ Lan và thủ đoạn tinh vi của Vạn Thịnh Phát, thì xin mời các bạn ngó sang anh chàng hàng xóm khổng lồ của chúng ta và đến với chân dung của một người đàn bà khác cũng lắm chiều và kinh khủng không kém, thậm chí là còn quái dị hơn rất là nhiều. Vào năm 2010, dư luận Trung Quốc được một phen sốc nặng khi mà bê bối của thị trưởng Lý Khải Hồng được báo giới phanh phui. Vị quan chức tưởng chừng như mẫu mực của tỉnh Quảng Đông từng được bầu chọn vào danh sách 10 thị trưởng tiêu biểu nhất Trung Quốc. Hóa ra lại là một nữ quan tham lam, dâm đãng, không chỉ là vi phạm tham nhũng mà còn hoang dâm vô độ. 60 tuổi nhưng mà sở hữu riêng cho mình bộ sưu tập những người tình toàn body 6 múi giỏi chuyện ấy. Thậm chí là đến con rể thì cũng nằm trong danh sách người tình của bà. Vụ án này sẽ phanh phui một loại hành vi hối lộ tình dục, tuy không mới nhưng mà đầy đê tiện, khi mà con người chỉ rẻ rúng như một thứ công cụ để định giá. Bản án nào cho cuộc thanh lọc đại án tham nhũng của Trung Quốc? Hãy cùng trà xét. Nữ thị trưởng mẫu mực của Trung Quốc. Lý Khải Hồng sinh năm 1954, vốn là phó bí thư thành ủy và thị trưởng của thành phố Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Được biết thế lực của nhà Lý Khải Hồng rộng khắp cả Trung Sơn. Chồng bà là Lâm Vĩnh An, cựu phó giám đốc phòng nghiên cứu quan hệ quốc tế, kiêm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Trung Sơn. Em trai thì là Lý Khải Minh, cũng từng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công trình xây dựng số 5. Gia đình của bà Lý Khải Hồng cũng tạo dựng trong niềm tin của chính quyền và nhân dân như là một gia tộc kinh tế lành mạnh, truyền thống trơm anh thế Việt nhiều đời. Với gương mặt tròn tròn, người ngăn ngắn, đôi mắt một mí đặc trưng của dân tộc, thoáng trông Lý Khải Hồng như một người phụ nữ trung tuổi hiền hậu, chất phát. Báo đài thì tung hô bà như một người nắm quyền mẫu mực, dân chúng mụ mị tôn vinh vị quan tốt là mẫu người phụ nữ thép kiểu mới cho nhiều chị em noi theo. Thậm chí là vào năm 2009, bà còn được bầu chọn vào danh sách 10 thị trưởng tiêu biểu nhất Trung Quốc. Nhưng mà tất cả điều đó thì chỉ là lớp ngụy trang mà quan bà cũng những thành viên trong gia đình bà Lý dùng để loe thiên hạ. Thực chất là tập đoàn chứng khoán gia đình của quan bà Lý Khải Hồng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt và che mắt điều tra từ năm 2006. Tóm gọn mẻ lưới tham nhũng. Chiếc mặt nạ thì dần được tháo bỏ khi cuộc thanh trừng tham nhũng ở Trung Quốc được đẩy lên cao trào. Và tất nhiên những kẻ tham quan lần lượt bị lôi đầu ra ánh sáng. Vào 14 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2010, khi biết tin chồng là Lâm Vĩnh An bị Sở Công an thành phố bắt giữ, Lý Khải Hồng khi ấy đang giữ chức chủ tịch của thành phố Trung Sơn đã gọi điện thoại cho người chịu trách nhiệm cao nhất của Sở Công an để can thiệp. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ đầu dây bên kia: mang đi phối hợp điều tra. Chưa đầy 3 giờ sau đó, Lý Khải Hồng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương cho người áp giải đi luôn. Ngay trong tối hôm ấy, Ủy ban Kỷ luật Đảng tỉnh Quảng Đông mới công bố quyết định Lý Khải Hồng bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong kinh tế. Trước đó thì vào sáng sớm ngày 29 tháng 5 năm 2010, vợ chồng Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Công trình Công cộng Trung Sơn là Đàm Khánh Trung và Ngô Mạn Bình cũng bị đưa đi điều tra. Cùng lúc Tổng Giám đốc Trịnh Húc Linh cũng bị bắt. Đàm Khánh Trung và Trịnh Húc Linh là hai người có máu mặt trong ngành chứng khoán, đã cấu kết cùng với Lý Khải Hồng lập nên bộ sậu thống trị, thao túng thị trường chứng khoán của Trung Sơn. Thời điểm đó thì Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Trung Sơn có khối tài sản khoảng 5 tỷ nhân dân tệ, khi đó tương đương với hơn 730 triệu đô la Mỹ. Chuyên trách về các dịch vụ công cộng ở Trung Sơn, bao gồm cung cấp nước và khí đốt, xử lý rác thải, chợ, phát triển và cả đầu tư bất động sản. Đây là một công ty quốc doanh lớn nhất, có niêm yết trên sàn chứng khoán của thành phố, cũng tuyên bố dừng giao dịch cổ phiếu. Số người bị bắt trong nghi án này là hơn 10 người, trong đó có cả Lý Khải Minh là em trai của Lý Khải Hồng, em vợ Lâm Tiểu Nhạn và một số họ hàng của Lý Khải Hồng cùng một số quan trên ở trong ngành tài chính chứng khoán. Chức vụ lúc bấy giờ của bà ta cũng bị cắt để phục vụ cho công tác điều tra do làm thiệt hại ngân sách nghiêm trọng. Lộng quyền thâu tóm thị trường chứng khoán. Mô tả đây là một vụ án quan chức cấp thành phố đầu tiên ở Trung Quốc bị tố cáo về tội danh này. Báo chí Trung Quốc khi đó gọi Lý Khải Hồng và đồng bọn có liên quan trong vụ án là nhóm tàng hình. Họ đã dùng quyền lực để thâu tóm thị trường chứng khoán và thu lợi lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Bằng cách cứ mỗi khi Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Trung Sơn chuẩn bị điều chỉnh giá cổ phiếu, thì Lý Khải Hồng, Đàm Khánh Trung và Lâm Vĩnh An lại tung thông tin mật cho người thân mua hết cổ phiếu, sau đó mới bán ra để hưởng chênh lệch lớn. Trong khi kinh tế địa phương thì eo uột, chậm phát triển,
Khi điều tra thì tạp chí Tài Kinh đã phát hiện vào ngày 8 tháng 5 năm 2006, cổ phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công trình công cộng Trung Sơn chỉ ở mức 3,11 nhân dân tệ, đến cuối năm tăng lên 4,33 tệ, tốc độ tăng rất là chậm. Tuy nhiên là đến tháng 5 năm 2007, đột nhiên giá cổ phiếu của công ty này tăng vọt lên đến 12,28 nhân dân tệ. Lúc này thì số người nắm cổ phiếu là người thân của lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà, cấp dưới thân tín của Lý Khải Hồng, tung cổ phiếu đã mua được với giá thấp từ năm 2006 với tổng giá trị là 6,69 triệu nhân dân tệ, mang ra bán tổng giá trị lên đến 19,83 triệu tệ, hưởng lợi gấp 3 lần. Người dân ở Trung Sơn cho rằng khó để chen chân vào mua cổ phiếu của công ty này. Do thế lực của gia tộc cổ phiếu Lý Khải Hồng quá là mạnh, họ thâu tóm gần hết cổ phiếu của một công ty trong suốt 4 năm nhưng không hề hấn gì cả. Một năm sau đó, vào tháng 4 năm 2011, Lý Khải Hồng cùng với hơn 10 bị cáo, trong đó có cả chồng, em trai, em gái và cả em dâu, bị đưa ra xét xử với tội danh lợi dụng chức vụ để lộ tin tức nội bộ, nhận hối lộ và giao dịch đen trên thị trường chứng khoán. Cáo trạng của tòa án còn chỉ ra rằng bà Hồng đã lộng quyền, cấu kết với quan chức để liên tục thổi giá 14 mã chứng khoán của các công ty vốn hóa nhỏ nhằm mục đích trục lợi. Số tiền hối lộ lớn nhất mà bà Hồng nhận được lên tới 400.000 đô la Hồng Kông, tức là vào khoảng 1,7 tỷ đồng. Không chỉ là thao túng thị trường cổ phiếu Trung Sơn, quan bà Lý Khải Hồng còn bị cáo buộc đã nhận hối lộ của ông Quan Thiên Kế, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tơ tằm Trung Sơn, 100.000 nhân dân tệ để thông quan cho công ty này nhập hàng chót lọt. Ngoài ra thì quan bà còn nhận 400.000 đô la Hồng Kông để giúp đỡ nhiều cá nhân và doanh nghiệp hưởng lợi từ một số dịch vụ do bà ta nắm quyền sinh sát ở Trung Sơn. Báo Tài Kinh bình luận, vụ án quan bà Lý Khải Hồng không chỉ liên quan đến quan chức cấp cao của thành phố Trung Sơn, mà còn là vụ án có nhiều người trong ngành chứng khoán bị bắt nhất từ trước cho tới nay của Trung Quốc. Số tiền mà các quan thu lợi cực lớn, thủ đoạn rất là tinh vi, qua mặt nhà nước trong suốt một thời gian dài. Khi bị bắt, nhằm đối phó với cơ quan pháp luật, người đàn bà này đã cố tình che đậy tội danh biển thủ công quỹ bằng cách chuyển cho chị dâu 10 triệu nhân dân tệ để bán bớt 20% cổ phần đang nắm giữ. Nhưng mà cuối cùng đều bị điều tra bằng sạch. 60 tuổi vẫn bào nuôi hàng chục tình nhân, con rể cũng không thả. Không dừng lại ở đó, cơ quan điều tra còn phát hiện bà Lý là một nữ dâm quan khét tiếng. Thời điểm bị bắt, dù đã ở độ tuổi xế chiều, song người đàn bà này vẫn nuôi hơn chục nhân tình. Những tình nhân của bà ta hầu hết cũng đều là những người có máu mặt trong xã hội. Cũng có những người vì danh vọng, tiền tài mà phải chấp nhận dùng thân xác để mua địa vị, làm trai ba cho vị thị trưởng. Được biết là bà từng bỏ ra hàng chục nghìn nhân dân tệ để mua quà tặng bồ nhí, cũng như là duy trì mối quan hệ bất chính với các quan chức cấp cao. Tuy nhiên cái điều khiến dư luận phải phẫn nộ nhất là danh sách nhân tình của bà này, thậm chí là có cả con rể. Nhiều lần bà ta chủ động gạ tình con rể, hai người vụng trộm qua lại với nhau trong một thời gian khá lâu mà gia đình, đặc biệt là cô con gái đều không hay biết. Vụ việc khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ và bức xúc vì đời sống dâm loạn của một nữ thị trưởng. Vào năm 2011, Lý Khải Hồng bị tòa án tỉnh Quảng Đông tuyên án 11 năm tù giam về tội danh giao dịch nội bộ cổ phiếu, nhận hối lộ. Bà bị tịch thu toàn bộ tài sản và phải nộp phạt 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 68 tỷ Việt Nam đồng. Từ một người từng có hết mọi thứ trong tay, danh vọng, địa vị, tiền bạc, được bầu là một trong 10 thị trường tốt nhất của Trung Quốc. Ấy vậy mà chỉ sau một năm khi vụ việc vỡ lở, Lý Khải Hồng bị chửi bới, thóa mạ thậm tệ và được coi là một trong những nữ dâm quan máu mặt nhất Trung Quốc. Câu hỏi mà người dân Trung Sơn đặt ra sau vụ án là còn bao nhiêu Lý Khải Hồng ở trong thị trường chứng khoán và kinh tế của đất nước Trung Quốc. Qua đại án này chúng ta mới thấy được, không chỉ riêng Việt Nam có một Trương Mỹ Lan một tay che trời, mà ở bất cứ quốc gia nào kể cả to hay nhỏ thì vẫn luôn có những con sâu làm dầu nồi canh. Tuy nhiên, hãy cứ tin rằng lửa vẫn cháy và củi thì vẫn đang vào lò. Chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi.